Đầu thể nghiệm nào, cố lên. Ôi trời ơi, đau quá. Về nhà tập lại gym đi anh trai nha. Bà con nông dân bây giờ cũng đã biết áp dụng công nghệ cao các bác nha. Ôi trời ơi, hoành tráng chưa. Chở ngô nha. Đúng là thời đại công nghiệp có khác. Bà con công dân bây giờ hoành tráng gớm. Mời anh em thưởng thức pháo tô bay nha. Úi trời ơi. Dê lúa kiểu này vui quá mọi người ơi. Ôi vui thật đấy. Thật là đông vui. Người mới dê được vài tạ thóc. Công nhận vui thật. Mọi người xem thấy bạn gái này dũng cảm thì cho một like nha. Mọi người chú ý nào. Ôi giời ơi, dũng cảm quá. Hãy cho bạn ấy một like nào. Sau đây mời các bạn xem quà cưới của bạn gái mình nha. Quà cưới trông lạ lắm. Biết là như thế nào đây. Hồi hộp quá. Trong toàn lá chuối này. Lá chuối lời này. Còn gì nữa không? Tiếp tục lại lá chuối à. Trong lá chuối là gì nào? Giấy à. Cuối cùng là van.